Vâng, clip hôm nay em Tuấn tiếp tục chào đón các bác đến với một số mã đồng hồ nữa. Thì đây tất cả đây là những mặt đồng hồ từ nước ngoài về. Một số là mặt một số là hãng đồng hồ bãi, một số thì là hàng đồng hồ đấu giá về. Thì báo cáo các bác là sau đây em Tuấn sẽ chết rồi, cái thước cặp rồi. Đấy, cái thước cặp mọi người em đo kích thước thôi, để lấy tạm thước thước mét này được. Bây giờ đang test. Đang giới thiệu em mà tôi sẽ giới thiệu cho bác những mã đồng hồ. Đây là những chiếc đồng hồ từ nước ngoài về và báo cáo các bác là nếu như có một ngày nào đó nó dỗi hơn nữa, em Tuấn sẽ là người bóc mở nắp cho các bác xem cái chất lượng máy, sẽ làm clip so sánh cho bác biết là chất lượng máy từ nước ngoài về và những cái máy hàng hiện tại đang bán ở trong nước rẻ tiền cho bác như thế nào. Đấy, còn đây chào đón các bác với đến với lại một con gì đây, Orin bia cái gì quái gì đọc khó đọc lắm các bạn, em thì không học học tiếng Anh ấy. 1996, 1996 bác nhìn như này, mà này Orin 20 OR 0021 này, nó ký hiệu thông số này đẹp như mới, đặc biệt là dây này lại là dây cao su non và lại cái dây cao su lại lại đúng cái thương hiệu, nó dọc hết trên dây luôn các bạn. Đây này, nó tránh để những cái hãng khác nhảy vào. Dây này dây zin của nó luôn, nên là được chiếc đồng hồ này các bác có thể đeo thoải mái nhé, đeo thoải mái kể cả nước. Còn về cái thông số nó thông báo nước thì nó chưa thông báo. Con này là số 355, giá 2 triệu 8, 355 2 triệu 8. Thì đối với chiếc đồng hồ này các bác nhìn đây, nó là Orobi, nó cái gì đây đấy. Con này thì cửa sổ lịch nằm ở điểm 6 giờ. Con này là kim rốn nhé, kim rốn nó đang chạy, bác nhìn thấy kim rốn đang chạy đấy chưa, kim rốn nó chạy ở dưới này nhưng nó không chạy kim này, kim này nó sẽ để cho bác bấm giờ cho nó to cho bác dễ nhìn đấy. Mỗi một hãng nó sẽ sản xuất một kiểu khác nhau, có nghĩa là có những hãng thì nó dùng cái kim kim to này, kim dây nó chạy, nhưng con này kim dây nó không chạy, nó chạy kim rốn này, kim rốn nó chạy phía dưới, bác nhìn thấy chưa đấy, nó hoạt động đấy. Còn kim dây là khi mình bấm giờ nó sẽ chạy, nó sẽ loát này đấy, bác nhìn chưa đấy, nó sẽ chạy chưa đấy, nó 1% giờ hay 1% bao nhiêu giây, có nghĩa là con đồng hồ này nó có chế độ thể thao đấy, dừng này chẳng hạn, bấm thể thao này đấy. Đây là con chiếc đồng hồ này có hỗ trợ cho chế độ thể thao luôn, ok chưa đấy. Con này bác học tay to, xin phép các bác nhé, mọi ngày mất cái thước rồi đành phải đo bằng thước này thôi. Con này là size bao nhiêu, con này là size 40 mấy đấy ạ, con này size 42 43, size 43 nhé. Đang không tìm cái thước đâu, tiện thì đo luôn cho các bác thôi, chứ mọi ngày có thước cặp thế nào. Lại size 43, tay to, tay các bác đo to đeo ok nhá. Con này dây zin hết của nó luôn. Số thứ tự là 355, giá 2 triệu 8. Ngoài dây zin này ra thì các bác có thể thay dây da, các bác có thể thay dây thép hoặc dây loại được thoải mái nhá. Thoải mái thay, ok chưa? Và chốt của nó đây, vẫn là chốt zin này, chốt của nó đây, chỉ cần gạt cái là ra luôn này. Có nhìn chưa? Chốt của nó đây. 355 giá 2 triệu 8. Sang 356. 356. Đấy, giá 1 triệu 960 nghìn. Đẹp chưa ạ? Sharply. Ở những chiếc đồng hồ này tất cả em cũng như các bác thôi, một số bác thì va vấp nó rộng, đi nước ngoài nước trong nhiều thì không nói. Những chiếc đồng hồ này nói thật là và vấp với mình cảm thấy nó quá bỡ ngỡ, quá rộng, bởi vì là những chiếc đồng hồ này hầu như nó không về Việt Nam. Nó toàn là những hãng đồng hồ nó cũng khá là cao cấp. Về Việt Nam nó chỉ có Senco, Rado, một số thương hiệu bình dân nó về với Việt Nam mình thì các bác biết, còn những thương hiệu này ở nước ngoài. Nên là với mình thì đọc nó cảm thấy nó rất là bỡ ngỡ. Con này này, mặt xanh rất là sang luôn. Bác nhìn chưa? Rất là sang trọng. Dây của nó bác nhìn này. Dây da cá sấu luôn, ok chưa, dây da cá sấu rất đẹp luôn, nó nhìn nhá, quá đẹp luôn ạ. Màu xanh này, hình dương là đẹp chưa. Con này cũng chạy kim rốn, bác nhìn thấy chưa, kim rốn đây này, đây là gọi là kim rốn, kim dây rốn, dây đang chạy đấy, ok chưa, kim rốn. Con này rất đẹp, lên tay cực kỳ đẹp luôn ạ, nên tay cực đẹp sang chảnh. Đây em để tay, em để camera kiểu này đi cho các bác nhìn thì nó tiện hơn đấy. Đấy em nghiêng này các bác nó dễ hơn đấy chưa.
nhé, thép trắng sáng choang luôn như mới. Đây phía sau đấy ạ, thông số của nó đây, sắc ly gì đây đấy. Con này có ghi thông số là 3 bar, có nghĩa là nó có thể chịu được áp suất với độ sâu ở tầm 30 mét, 30 mét, có thể sử dụng trong bơi lội tắm giặt được thoải mái. Con này kích thước size, bác thông cảm em đã nói rồi nhé, con này size của con này thế này, con size con này là 35, con này size 35, size 35 đeo đẹp tuyệt vời luôn. Số thứ tự là số 356, giá 1.960.000. Tiếp tục sang con này nữa, con này size 36, size 36, đường kính này 36, số thứ tự 357, giá 2.900.000. Bác nhìn thấy đẹp chưa? Đẹp thế này cơ mà, cũng mặt màu xanh nhé. Con này cũng chạy kim rốn, nhìn kim rốn nó chạy chưa? Đấy, kim rốn chạy, mới nhìn thấy chưa? Đấy, màu xanh đây, màu xanh của nó đây, đẹp không? Kim rốn, dây thép chạy xung quanh bó với lại dây màu vàng, tất cả kim vàng và điểm giờ cũng màu vàng. Con này là con mission cái gì đấy, mission có khó đọc lắm thì em sẽ đọc tiếng Anh. Đây này, nó dập cả logo trên trên dây này, dập tất đây, nó dập cả mã số trên dây luôn, 2513 bao nhiêu đây, 2513700 đấy, dập hết luôn. Đây là hấp mồ hôi bẩn. Thông số phía sau bác nhìn này, quá đẹp luôn cho em nói nhé. Con này bao nhiêu đây, con này ký hiệu là 5 ATM, bác nhìn chưa, vậy là nó chịu được áp suất nước với độ sâu 50 m, ok chưa, MK 3523 đấy. Con này cũng size 36, size 36, đeo tay em này, tay em đường kính 17, ok nhá, 17. Vậy là tay này chỉ đeo được đường kính từ 17 đến 16 và 16 rưỡi trở, 17 trở xuống, đẹp luôn. Được chưa? Số thứ tự là 357, 2.900.000. Sang 358 giá 1.600.000, 1.600.000. 358 giá 1.600.000. Con này bác nhìn đây. Này. À, cửa sổ lịch 5 điểm 3 giờ. Con này bác nhìn này. Con này nó ghi 10 US, có nghĩa là 10 chân kính à. 10 chân kính hay là cái gì đấy. Tóm lại là đúng không bác? Đây để em nhìn kỹ xem nào. Em nhớ là con này nó có ghi thông số là 10 giết nhưng bắt, à con này pin của nó lên đến 10 năm bác ơi. Đúng rồi. Đừng có thông số phía sau này. Con này pin lên đến 10 năm. À, và phía dưới nó ghi là 200 m, 200 m. Con này đã chịu được áp suất nước của độ sâu ở 200 m nhưng ở với cái cường độ bơi lội nhẹ. Đấy. Tóm lại chịu được nước cho nó nhanh. À đây. Mắt xích kiểu xương cá nhé, mắt vàng mắt bạc, mắt vàng mắt bạc, cứ mắt vàng luôn. Ok chưa? Mắt vàng mắt bạc luôn. Đấy. Mắt vàng mắt bạc. Mắt vàng mắt bạc, mắt vàng mắt bạc, ok chưa? Khóa đây ạ. Khóa đây. Tay 17 thừa bình như này, bác 18 19 đeo được hết nhé. 18 19 đã ok chưa? Đây ạ, thông nhìn về phía sau máy thích chưa? Quan trọng nhất là cái máy này thôi các bác ạ, còn dây thì đơn giản, dây thì phút mốt bác thích thì thay dây khác. Thích dây nào dây. Ôi dồi ôi, nó thông số cả pin này, cả lượng áp suất nước, ok nhá, con này thì ok rồi. Con này size của con này là size 35. Không được, con này xem nào. 1 2 3, con này size 30 size 35 36, size 36. Không tính cái cọc này nhé, 36. Số thứ tự là 358, giá 1.600.000. Sang tiếp tục con này 300 358 là 359, giá 2.600.000. Con này nhá. Con này con Tango, Tanco. Đọc méo cả miệng ra bác ạ, chỉ có nước ngoài đây. Cửa sổ đồng hồ lịch này, bốn ở bốn nước 4 rưỡi này. 4 rưỡi. Mặt xanh đẹp chưa? Này. Mặt xanh rất là đẹp nhé. Đấy.
Ok chưa? Đấy, thông số này, để em nhìn về phía sau nó ghi thông số này. Đấy, tan cô nó nhìn này. Con này ghi thông số 10 AT, có thể chịu được áp suất nước ở độ sâu 100 m. Nó ghi cái gì đấy, 4 số 9 không ơi. Này, ở đâu? 3 số 9, 9998 TK2071. Tóm đi tóm lại không đọc được. Kích thước con này chiều mặt là 38. 38. Size mặt 38. Được chưa? Size mặt 38. Cái nấc này vẫn có thể mở ra được một nấc nữa. Nấc mở ra được một nấc nữa, ok chưa? Tay em 17. Vậy là tay bác nào 17 đeo ok nhé, vì vẫn mở được nấc nữa. Tay 17 đeo ok. 17, 16 rưỡi 16 đeo ok con này. Số thứ tự là 359, giá 2 triệu 6. Tiếp tục sang con 360, giá 2 triệu 8. Được chưa? Con gross gì đây? Mặt xanh mới nhìn đẹp chưa? Ôi chào. Này như mới luôn. Em đảm bảo bác nữ nào mà mua tặng bồ con này thì thôi rồi. Bồ đổ luôn. Bác chỉ cần tặng con đồng hồ này cho bác bồ thôi, phát là bồ mua cho nhà luôn. Đấy, tiếp tục đây. Thông số phía sau đây. Cross gì đây? Cross đấy, con này 5 ATM bác nhá. Vậy là chịu được áp suất nước với độ sâu là 50 m. Ok chưa? 5 ATM. Đây. 5 ATM. Ok chưa? Cross. Con này bác nào mà tặng đây, khóa đây, khóa hai bên nhé. Bên này khóa này, xịn hết của nó đấy. Xin xịn, bác nhìn này. Bác nhìn cái nước khóa của nó như này thì bác hiểu rồi. Đồng hồ mình lại thế nào được, đồng hồ mình các bác mua mới tinh cũng chả có con nào có nước nước mạ nó được như thế này cả. Mà đây là đã qua sử dụng không có được các bạn, cái gì giá trị cái gì nó cũng thế thôi, có giá nữa. Đây tay 17 đeo này nhé, này tay 17 đeo cũng thừa này, ok chưa? Tay 17, con này tay 17 đeo ok đẹp. À, size con này là xem nào. À, con này có size là 40 nhé, size 40. Đường kính là size 40. Đẹp lung linh luôn. Số thứ tự là 360, giá 2 triệu 8. Và con cuối cùng, con cuối cùng là 361, giá 2 triệu 3. Con này bác nhìn này, kính nó này, phê chưa? Dây da này, phê chưa? Chữ số học trò, dạ quang rất sáng. Tên của nó đây, Fred gì gì bó tay. Nhìn này bác nhìn này, đồng hồ qua sử dụng mà em không nghĩ là nó soi sáng như gương thế này đâu, nó như mới luôn ạ. À, được chưa? Như mới luôn. Con này cũng là size 40 đi, em luôn như mới luôn. Con này chạy cả kim rốn lại cả kim dây, thế mới là hay gì. Đấy, mấy bạn nhìn em bấm nhá, em bấm nhá. Con này mục đích của nó là chạy kim rốn bác ơi. Con này là chính thức là chạy kim rốn chứ không phải chạy kim dây. Kim dây đang bấm giờ nhé, em bấm giờ này thì kim dây sẽ chạy kim dây to này. Con này đang đang chạy kim dây bằng kim rốn này, đang chạy này, nhìn chưa? Còn kim dây to này em bấm này. Đấy, thấy chưa? Nó tính phần trăm đấy. Ok chưa? Đấy, con này có chế độ bấm giờ thể thao nữa. Wow, cửa sổ lịch nằm ở điểm 6 giờ. Size 40. Dây da thì nó sang trọng đẳng cấp rồi. Và đặc biệt là cho những nghề văn phòng, lịch sự, lịch thiệp, giao dịch. Con này size 40, giờ số thứ tự là 361, giá 2 triệu 3. Hàng nước ngoài bác nhìn này. Họ dùng dùng như nhìn cái nước mạ của nó theo thế nào được. Hàng của mình theo nào được. Rồi, chào các bác.